Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuyên Vây Việt Nam. Chúng ta lại gặp lại nhau trong cái tạp chí review về các cái dòng xe đông ben mà Xuyên Vây Việt Nam bên mình hay làm. Chúc mừng các bạn, hôm nay là một cái sản phẩm đông ben X30 có một màu sắc rất là bắt mắt như thế này. Thì cái sản phẩm này bên mình cũng đang hoàn thiện cho khách hàng và giao cho khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019. Thì các bạn sẽ thấy cái sản phẩm này có một màu đỏ đun đặc trưng như thế này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà nó không phải là màu nguyên bản của nhà sản xuất. Nguyên bản của nhà sản xuất chỉ có 3 màu, 2 màu cơ bản là màu trắng và màu bạc. Thì với những cái màu mà khách hàng tùy chọn như thế này thì nó sẽ bị tăng phí lên. Theo như là hãng công bố thì cái mức giá đó khoảng 2 triệu đồng. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu chi tiết một số các cái điểm khác biệt của cái sản phẩm Domain X30 này so với những cái sản phẩm Domain X30 khác mà mình từng làm cái review. Trước tiên thì mình sẽ đi một vòng qua cái sản phẩm này để cho các bạn nhìn về cái màu sắc cũng như là về cái ngoại hình của cái sản phẩm này. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, để mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Rồi, dĩ nhiên là một cái sản phẩm có màu đỏ đun như thế này ở trên thị trường Hà Nội thì nó hiện tại là chỉ đếm trên đầu ngón tay cái sản phẩm có cái màu như thế này thôi. Nó về nội thất hay là về tất cả những cái trang bị có trong xe, hay là động cơ cho tới lốp hay là các cái phụ kiện đi theo xe, thì nó vẫn không khác gì các cái sản phẩm của X30 khác. Nó chỉ khác ở những cái tùy chọn mà khách hàng yêu cầu. Thì với cái sản phẩm này thì khách hàng có yêu cầu bên mình hoàn thiện thêm một số các cái điểm như sau. Trước tiên là camera lùi và camera hành trình được tích hợp ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy có cái camera như thế này. Để mình mở nó ra cho các bạn xem. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái tấm chắn điều hòa như thế này. Nó rất là kín. Tấm chắn điều hòa, ở giữa tấm chắn điều hòa các bạn sẽ nhìn thấy một cái tấm mica trong để khách hàng có thể là ngồi đằng trước và nhìn về phía sau những cái hàng hóa mình vận chuyển. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào khoang nội thất. Xin lỗi các bạn là nãy mình đang quay thì cái bộ chống rung của mình nó hết pin. Thì các bạn thông cảm giúp mình là giờ mình sẽ quay tiếp bằng tay thì nó sẽ hơi rung một chút. Thì tiếp theo mình sẽ vào khoang nội thất để cho các bạn xem. Rồi, ở cái sản phẩm này thì ngoài cái màu sắc tùy chọn thì khách hàng cũng yêu cầu thêm, thứ nhất là cái ốp vô lăng. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái ốp da của vô lăng như thế này. Đó, thì đây là một cái tùy chọn thêm của khách hàng. Ngoài ra chúng ta sẽ có tấm trải sàn. Các bạn có nhìn thấy là tấm trải sàn bằng da không ạ? Ở đây thì nó hơi khó nhìn, thế nhưng mà khi mà ngoài một buổi chiều rồi nó hơi khó nhìn một chút. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái tùy chọn là ghế da. Đấy, ghế da. Thì tất cả các sản phẩm Domain X30 khác thì nó chỉ có được tích hợp cái ghế bằng mỉ thôi. Thì cái sản phẩm này là khách yêu cầu bằng ghế da. Ngoài ra thì ok, chúng ta vẫn chỉ là những cái khá quen thuộc với các chiếc xe Domain X30 khác. Chúng ta vẫn có vô lăng 3 chấu, điều hòa 2 chiều, FM radio, phanh tay, cần số, tất tập mọi thứ, kính điện, gương chỉnh điện và trợ lực lái như hầu hết những cái sản phẩm Domain X30 khác. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài. Thì Domain X30 thì các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ có một cái động cơ 1.5 lít với công suất là 80 kW, rất là phù hợp để lưu thông ở thị trường Việt Nam. Thì đây là một trong những sản phẩm mà nhà máy Đông Ben bán chạy nhất trên toàn quốc. Còn bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.